này là màu xám trong suốt. Hiện tại cái combo 3 khay là mọi người thấy như này, là 3 hộp như này này, em cầm lên cho mọi người coi ha. Đây là màu trắng nè cả nhà mình ơi. Đó, nó có tay cầm nè mấy chị, mấy anh. Ê, nhựa này không dễ bể. Nhưng mà nhựa này nó thẳng ra, là nhựa này nó sẽ giòn hơn cái nhựa này nha. Đúng rồi. Đối với cái nhựa, nếu mình phải review thực tế cho mọi người hình dung, nó yêu sẽ... Yêu quái tới. Cái này á, cái này nó sẽ dẻo hơn. Còn cái này mọi người mà ném đùng đùng là coi chừng à nha. Nhưng thằng này nó cũng dẻo đó. Nó cũng có độ dẻo chứ không phải là không đâu. Đây mọi người, nó có độ dẻo đó mọi người. Nhưng mà bẻ thôi em cũng sợ nãy em mất công bị đền. Nhưng mà tóm lại là không ai mua về để đập hết. Đúng. Cho nên là cái này mình chỉ mua dùm bảo tủ lạnh thôi nha. Rồi, đúng đúng. Còn như không cái này chịu nhiệt là được. Này nè, bỏ nắng đông sẽ không bị bể. Sống Sài Gòn bao năm vẫn rập tiếng Phú Yên. Dạ, cái này là em đã biến đổi tiếng rồi qua, chứ mà em nói tiếng Phú Yên nữa là đâu có. Tiếng Phú Yên là tiếng như thế này nè, em đang nói nè, là tiếng Phú Yên nè. Còn nãy giờ em nói là em cũng đã nói tiếng phổ thông, người dở nghe đâu. Đây. Rồi, ok. Một hộp 40.000, tốn phí ship. Combo 3 hộp 130.000, không tốn phí ship. Đó, lý do tại sao mua một hộp 40 mà 3 hộp, lại 130.000. Có lý do. Buôn bán mà chị buôn bán được một hộp 40.000, chị bán 3 hộp 130.000. Em ơi, em phải từ từ bình tĩnh. Cái gì nó có lý do 40.000 một hộp đúng không? Đúng rồi. 3 hộp. Bây giờ 4 nhân 3 có 120, chị sao lại lấy 130? Ủa, em mắc cười quá, tại vì 130.000 nhưng chị phi xếp cho em. Còn một hộp 40.000 em cộng phi xếp cho em vẫn cảm thấy là nó mắc hơn chứ. Đúng không? Hợp lý không? Hợp lý thì mua. Phải mua thôi. Rồi, tranh thủ giùm em 115 đã mua. Trời ơi, sao chị Thi Nguyễn mua được có 115.000, quá là rồi. Bộ này rồi, bộ 6 hộp rồi, nha. Okay. Lướt cái này qua giùm em luôn. Trong giỏ hàng mà có, anh chị vẫn mở vô giỏ hàng mua giùm em nha mấy anh chị ơi. Rồi, còn đây em nói mấy anh chị nghe, hiện tại đây là một cái combo hộp em thấy nó rất hấp dẫn nha, rất hấp dẫn. Đây là hộp của nhà Hokori. Đó là nhà Hokori. Và thiết kế em thấy rất đẹp, màu thì nhã nhặn, rất là tươi mắt thôi. Nói chung là nhìn mà là ưng bụng, ưng mắt rồi. Rồi, dễ xài. Không nói nhiều. Thứ nhất, nghe em nói mọi người nghe, đây là sản phẩm nhựa gì? Nhựa sử dụng thực phẩm. Mà nhựa đã được dùng thực phẩm là nhựa an toàn. Đây là sản phẩm nhựa TV. Còn một không những để đồ tủ lạnh được, còn có thể để đồ nóng được nha. Đây là sản phẩm mọi người để tủ lạnh được nè, để lò vi sóng được. Và mọi người nhớ anh em, sản phẩm này được tạo ra để phục vụ cho chế độ thực phẩm của mình. Đúng rồi. Và anh chị yên tâm trải nghiệm cho em, để nóng được, để lạnh được. Và tại sao mọi người cần phải có cái bộ hộp em nha? Thứ nhất, sợ cho an toàn thực phẩm. Đúng. Thứ hai, ngăn mùi đồ ăn để trong tủ lạnh. Đúng. Thứ ba, tủ lạnh mình sẽ được gọn gàng sạch sẽ hơn, và khi mà mình muốn vệ sinh tủ lạnh nó cũng dễ dàng hơn. Đúng. Và ngày hôm nay cái giá cực kỳ tốt luôn. Cực kỳ 79.000 là combo 6 hộp. Combo 6 hộp. 6 hộp như vậy anh chị nha. 6 hộp như vậy luôn. 6 hộp như vậy, và khi mà mọi người mua hộp cứ up lên, mọi người muốn up lên bao nhiêu combo, bao nhiêu hộp, bao nhiêu mà em hợp thì giá càng rẻ nữa. Giá càng rẻ luôn. Rồi, ví dụ như bây giờ mọi người ơi, à, cái loại nhựa này nãy giờ Liên cũng đã nói rồi. Bình thường em nói thật mọi người luôn, đi ra ngoài chợ mua một cái hộp mười mấy ngàn, nhưng chưa chắc gì cái hộp này nó tốt đúng không? Đúng. Nhưng trong livestream này em cảm thấy cái hộp này nó rất xứng đáng đồng tiền bát gạo. Mà cái combo 12 hộp có lớn có nhỏ cho mình luôn, 144.000 phi ship. Có 144.000 mà phi ship luôn. Nếu như cảm thấy nhiều hộp quá xài không hết, mua cho em combo 9 hộp. Combo 9 hộp nó cũng rẻ bèo luôn. Combo 9 hộp nó chỉ có giá là 120 hả? Không biết mà một là mua cái hàng 6 hộp, hai là mua hàng 12 hộp luôn, đừng mua đúng lẫn đúng thích. Ê nói nghe nè, một là mua nhiều nếu hơn, như mua vậy thì mua combo 12 hộp, 12 hộp lợi hơn rất nhiều. Đúng. Cho nên là và mọi người nhìn em nè, đây á là một cái dạng nhựa rất là dễ vệ sinh. Thật không? Dễ vệ sinh rồi, cực kỳ luôn anh chị nha. Mấy cái hộp nhựa mà mọi người cái này là sao sao để trong giỏ hàng nha, bốc vào mua giùm em nha, người ta hỏi. Mấy cái hộp nhựa mà anh chị mua ở ngoài chợ rẻ, cái dạng nó chỉ là dạng quay là. Còn cái dạng này. Trời, một phút nữa qua điêu hả? Còn... trời trời mưa kìa. Ê, cái này ngon luôn á. Đừng cho nó nói đi mà. Còn cái dạng này là sao? Dạng này để dùng trong thực phẩm nên là thứ nhất nè, an toàn. Thứ hai là dễ dàng vệ sinh luôn. Nên là anh chị mua và giải nghiệm cho em nói mọi người mua mấy cái này để trong nhà. Không bao giờ dư thừa.
dám cam đoan mọi người mua cái này về đến nhà không hề nghi ngờ luôn, anh chị cứ mua về cho em. Giao ship mình đang xuất lít khác mình mua giùm em nha, mấy anh mấy chị nha, ăn vào nó cũng sức ha. Em ấy cái bộ này mình bán chưa? Đây mấy nãy giờ. Lấy giỏ hot không? Hot. Hot mua luôn, giá gốc bao nhiêu? Giá gốc ai biết. Nãy giờ bán giá sale mà không bán giá gốc. Bây giờ bán giá sale à? Đúng rồi. Giá gốc nha mọi người nha, giá gốc là combo. Combo giá gốc là 6 hộp 120 giảm 79 free ship mua liền giúp em. Combo 9 hộp giá gốc 180 giảm 120 mua liền giúp em. Combo 12 hộp giá gốc 250 giảm 144 mua liền giúp em mọi người ơi. Lấy giờ thấy bảo hot quá trời. Em đi ra ngoài em ăn một tô cơm mà em không yên luôn mọi người ơi, em bị sốt ruột quá. Mọi người lên sử dụng. Rồi chân gà đợi xíu lát nữa lên, hiện tại em đang bán cái hộp này. Anh chị nào quan tâm cái hộp này bấm vô mua liền cho em. Mọi người á, ai mà ở chung với bà ngoại với mẹ thì sẽ biết là mấy ngoại mấy mẹ rất thích để dành mấy cái hộp này để làm gì. Đựng đồ ăn, để dành đựng này đựng kia. Bỏ hết mấy cái hộp trong nhà cho em, bỏ hết đi. Sắm cái này nè, có bao nhiêu tiền đâu, 100 mấy chục ngàn 12 hộp. Xài ê hề, xài mãn đời. À đi du lịch mình đang được luôn. Đúng. Bỏ hết mấy cái hộp trong nhà cho mấy cái hộp mà nhựa rồi dần dần dần. Mà để qua trong tủ lạnh đúng không? Mình để trong tủ lạnh á là coi như là bảo vệ được cái mùi. Tủ lạnh mình mở ra không bị nhiều mùi mọi người ơi. Trời ơi, qua mã. Mưa quá trời. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 qua mã. Mưa giờ mình đi ngủ ngon nè. Hai giờ mình ngủ xu chưa ngủ chưa? Chưa má. Xu nha. Rồi bây giờ em lên combo gối nha mọi người nha. Cái này là em qua thì em sẽ quay lại nha mọi người. Bây giờ em lên hai cái gối. Chấn động không bao nhiêu? 158 ngàn mọi người ơi. Trời trời, mưa hai hôm kia lấy mà về sụp nụ luôn các con ơi. Nè mọi người, hai cái gối ghim giùm em mọi người. Bây giờ ai đang thấy giá nào tốt mua liền giùm em nha. Ngày hôm nay like là không nay 2 giờ sáng nữa mọi người ơi. Trời ơi trời mưa ha. Gối này nhà dùng luôn ghim giúp em. 500 giảm 158 phí ship mua liền giúp con với mẹ ơi. Nhanh tay chốt đơn, nhanh tay chốt đơn, nhanh tay chốt đơn. Trời ơi. Trời, 500 giảm còn 158.000 mọi người ơi, mua liền, bấm vào mua liền mọi người. Đừng có cho tao rảnh nha, tao rảnh là tao ra tao kiếm gì ăn nữa đó. Tao thấy mỗi lần mà mọi người mà em mà đi ra cái là em đi kiếm đồ ăn. Mọi người ơi, trong giỏ hàng em vẫn có bánh đa, khô bò, cơm cháy đấy, mọi người lướt xuống dưới mua giùm em nha mấy chị ơi. Trời, ai thấy giá tốt mua liền giùm em nha mọi người. Nó ơi nó còn chưa giao luôn, anh mới mua cây này 169 ngàn quá. Anh rồi ơi, vậy hello hả? Anh Tâm Hưng nha, anh bây giờ like không? Like mang sản phẩm chạy qua còn 7 like luôn. Ờ, mang ủa sao không đưa vô like? Hả, tại vì lúc ấy anh bảo để anh review đã. Giao đang trong giỏ hàng nha, mua liền giùm em nha mọi người ơi. Phim like của em là ngày 18 nha anh ơi. Ôi, ai đang thấy giá tốt mua liền, trời ơi, người ta nè, người ta mua 169 kìa. Bên em giao có trong giỏ hàng, giao vẫn có trong giỏ hàng, giá vẫn cũng đang ưu đãi, mọi người bấm vô mua nha. Công dụng này gối là coi như là mình hạn chế về việc ngáy, tôi nhớ luôn. Làm rất ôn nha, không bị đau cổ vai gáy nha. Kích thước là 48x70cm nha mọi người nha. Cân nặng là 1 cân 1 chiếc luôn mọi người. Chất liệu là dệt vải 3D, rồi là bông quàng tinh khiết luôn. Giỏi không nhớ, giỏi không? Cái tivi kìa. Rồi nha mọi người nha, mọi người ai đang thích. Trời, quan trọng là cái giá mọi người. Nó quan trọng là cái giá. 500 giảm 158.000, trời ơi. Sản phẩm này hot lắm mọi người, các phiên like lớn người ta đều bán hết. Mà giá 158 là giá kịch sàn, giá độc quyền ngày hôm nay. Giá ngon lắm, mua liền cùng em nha. Em thế mọi người, em gối cái gối này này, mấy đứa em gối này. Nó êm. Nó êm cái cổ của mọi người. Không quá cao. Nó vừa. Đau cổ vai gáy. Thông minh không? Đúng, cái đầu nó không bị cao lên, nó thụt xuống. Vỏ gối tí nữa, em bán sản phẩm tặng kèm vỏ gối luôn. Combo này tặng luôn. Trời, ủa ngày xưa có đâu. Bây giờ là có tặng kèm hai vỏ gối luôn. Không cần mua luôn. Rồi đây,
Như bình thường cái gối viên nhà nằm cao. Vỏ có ở đây không? Bình thường á, khi mà cái gối nằm cao á thì thường thường em không biết anh chị sao, nhưng mà riêng em nằm em phải đặt chính giữa vậy nè. Tớ góc xuống em nằm cái đầu nó vừa tầm mà không quá cao, dẫn mình dẫn là thấy to. Em là một người ngủ cái là to luôn. Và cái gối nè, nó hạn chế view. Nó chỉ hạn chế. Không nói đi Thảo. View thật. Nó không quá. Nó không quá. Chắc ăn. Nên là anh chị mua ở nhà xong rồi đi chơi đâu giờ? Mà bây giờ nha, ngày xưa em nói thật mọi người luôn, các phiên line lớn này là phiên line của em luôn, là bán nó không có kèm vỏ gối. Như ngày hôm nay là một combo 500 giảm còn 158, free ship tặng kèm hai vỏ gối. Vỏ gối là toàn ngẫu nhiên nha mọi người ơi. Vỏ gối là xây ra ngẫu nhiên nha. Trời, vỏ gối sao ngẫu nhiên, cho nên mọi người ok ok mua liền giùm em mọi người ơi. Giảm 68%, free ship tặng kèm vỏ gối, còn gì bằng đẹp ha. Nhìn tao like tao ok ha. Ok. Sáng rồi, ha. Và bây giờ thì trời mưa rồi, anh chị sẽ không đi chơi được. Mà không đi chơi được thì sao? Ở nhà ngủ. Ở nhà săn xe. Ở nhà săn tiêu. Đòi ngủ hoài vậy mấy má, đòi ngủ hoài vậy trời. Chưa về sớm rồi ngủ hoài à. Rồi, ok em nói lại một lần nữa nha. Rồi, anh chị ơi, ngày hôm nay mọi người mua combo 2 gối chị với giá 158.000. Đúng, được hỗ trợ Easy. Và riêng ngày hôm nay khi mọi người mua 2 cái gối con máy học này trong live của Hải Boss, mọi người sẽ được tặng kèm hai vỏ gối. Chính xác. Từ đó đến giờ anh chị ta ăn cơm và tổng năng lượng ghê luôn nè. Từ đó đến giờ nhanh. Từ đó đến giờ anh chị mua hàng lạnh là anh chị chỉ được giảm giá, anh chị được free ship, anh chị chưa được tặng vỏ gối. Ngày hôm nay nhãn hàng vừa hạ giá sập sàn cho anh chị và tặng kèm vỏ gối cho anh chị luôn. Nên mọi người tranh thủ, đây là thông điệp vũ trụ gửi đến mọi người là cần thay gối trong nhà đi. Mọi người mua, mọi người đặt trong phòng con mình cũng được nữa, tại vì con mình ngồi thấy học không về thấy đó. Cuối gùi nè, nên là mua cái gối về cho con mình nằm. Thì cái vấn đề tình trạng cổ vai gáy của con em mình nó cũng sẽ được hạn chế, nó có thể luôn. Anh chị cần phải có cặp gối trong nhà nha mọi người nha. Mày vỏ gối á là màu tự chọn nha mọi người, ý là ngẫu nhiên tao nói nhầm. Ừ. Rồi màu ngẫu nhiên nha mọi người nha. Trời, giá tốt quá, mua liền dùng con đi mấy mẹ ơi. Đâu ra cái giá tốt này mọi người ơi. Mua liền dùng em mọi người ơi. Vỏ gối anh. Đó, em mời hết tất cả mọi người ở trong phi trường mua vỏ gối mạnh vào like của Hải Boss nha. 500 giảm còn bao nhiêu? 100. 58 con này bị chậm. 500 giảm còn bao nhiêu? 158. Free ship tặng kèm hai vỏ gối cho mọi người luôn. Mua liền dùng em nha mọi người nha. Kích thước bao nhiêu ạ? Kích thước 48 x 74 nha. Nè, Liên giới thiệu cái lõm này, cái lõm của nó nè. Đây là một quả đúng rồi. Nói thế tao nói cho. Nè mọi người nè, bây giờ mọi người gối cái gối mà nó bị cân á, đó mọi người nằm xuống đây để nó lõm xuống đây để gối là êm cái đầu luôn. Không đau nhức cổ vai gáy. Nghiêng. Nó là thế này nè mọi người. Rồi. Thì cái vật này nè, nó sẽ ôm cái cổ, cái chỗ này nè. Đây, cái cổ lên đây, đây. Nhưng mà người nằm như này nè, thì cái chỗ này nó sẽ ôm cái cổ của mình, nó không làm cái cổ mình quá trên, quá cao, quá thấp gì á, nó ôm vừa cái cổ của mình. Và đầu mọi người á, nó chỉ cao, nó chỉ nâng lên từ vừa và không quá cao đâu. Tại vì là mọi người ơi, nó êm lắm, tại vì là chất liệu bên trong á, nó là bông gòn tinh khiết. Một chiếc là một cân. Trời, một chiếc một cân. Đúng rồi, và khi mọi người mua này nè, cái gối rất là to. Gối to đó anh chị, lăn lộn thoải mái em. Kéo nó vào săn gối đi. Hot quá mọi người ơi, đang bị nổi tiếng quá. Mua liền dùm em nha mọi người. Giao bảo giao phủ lên rồi không qua nữa. Lăn lộn thoải mái cực kỳ nghe mọi người. Gối này chiều dài của nó là, chiều dài của nó là 48 x 74 cm. Chiều rộng là 74 cm. 74 là chiều dài đó. Chiều kích thước là 48 đúng rồi mà. Làm lại nha, chiều dài là 74, chiều rộng là 48. Chính xác. Tức là sao? Mọi người cái đầu của mình nằm cái giữa thôi, mọi người lăn lộn. Bao gối tặng kèm, bao gối tặng kèm, ý là bịt mồm vào để cho trả lời. Ý là đang chờ đó. Cái deal ngày hôm nay là rất là tốt luôn mọi người ơi. Giao bào trong giỏ giá giảm rồi, giảm. Đúng rồi. Giao bào là giảm 21.000 sao ấy. Bây giờ mọi người mua bộ dao thì nó lời hơn, mua bộ dao giùm em. Bộ dao là 650 giảm còn 499. Bây giờ trong đây còn 1,459 thì mua liền giùm em. Mua cả bộ đi. Rồi quay lại vỏ gối, tiếp tục công thái học. Rồi. Nói gì giờ mua đi. Nói gì mua đi chứ, giá gốc bao nhiêu? Giá gốc là 500. Giảm còn 158.000 thôi. Tặng kèm hai cái vỏ gối free ship. Trời ơi. Mua hàng livestream coi dạo này có bộ y mua ha. Bình
thường ngày xưa là phải mua thêm vỏ gối. Nhưng mà bây giờ bình thường các phiên lai khác á, em bán giá là rẻ, rẻ ơi là rẻ thì nó cũng chỉ là 189 thôi. Trời giá tốt quá mọi người, trời lại này bạn Thảo tốt không? Hả? Lên chăn luôn đi, chăn cái này vẫn ghim nha mọi người nha, giá tốt, bỏ vào giỏ hàng, thanh toán liền giúp em, không thanh toán là mất. Bán gối có chăn này, chăn lên luôn nè. Chăn nè, giá ok luôn nè mọi người, bình tĩnh nha. 650 giảm còn 260 free ship. Giảm cho mọi người gần 400.000. Tuyệt vời không? Có tuyệt vời không? Phải là có tuyệt vời là có tuyệt vời. Có tuyệt vời không? Đẳng cấp không? Có đẳng cấp là có đẳng cấp. Ok luôn. Cái này là bộ chăn lụa Thái nha mọi người nha. Nhà em 2T là mọi người ơi. Là một bộ là gồm những cái gì? Biết được một bộ gồm những cái gì không? Cái chăn đi. Đâu có đâu. Chăn nè, một cái ga giường nè, hai cái vỏ gối nè mọi người. Vậy ơi, tại sao đây có một cái chăn? Nhãn hàng ship thiếu nha mọi người nha. Một bộ cái này là gồm một cái chăn. Nhãn hàng ship thiếu, bắt tiệm giới thiệu đủ. Một cái ga giường, hai cái vỏ gối nha mọi người nha. Giá gốc 650, ngày hôm nay giảm còn 260. Một cái nè, một cái chăn này, một cái ga giường, hai cái vỏ gối đi bọc gối. Rồi ok mọi người ơi, đây là tụi em là đang cầm là tượng trưng cho anh chị thôi nha anh chị nha. Mình muốn mua á, mình bấm vào giỏ hàng cho em, mình coi mình thích mẫu nào, mình thích hình nào thì mình bấm vô mình chọn cho em, có size mọi người lựa luôn. Và một bộ bao gồm là gì? Một chăn, một ga giường và hai vỏ gối nha anh chị nha. Đó rất nhiều. Đó, thì hồi nãy anh chị nào mua cái bộ gối con mấy học này nào mình được tặng vỏ gối á. Mua gối tiếp đi mọi người, gối đang hot quá, mua liền đi. Chăn cũng ok, chọn nói đi. Rồi, ok cho em nói một cái. Hồi nãy anh chị nào mua hai gối này nè, mọi người mua luôn cái bộ này cho em. Thì hai cái vỏ gối kia nó không đồng bộ cái ra thì mình để dành đó. Để khi nào mình thay ra thì mình thay luôn vỏ gối. Còn bây giờ mình mua bộ ga này về, mình bọc cho cái gối này cho em mà nó chung bộ đẹp đẽ luôn, sạch sẽ luôn, ok chưa? Ok. Hết chưa, hết thoại chưa? Mời mọi người. Chốt đơn. Mời mọi người. Mời mọi người. Mà nó quan trọng cái này là mọi người, quan trọng là cái giá gốc á, là 650. Năm nay giảm còn có 260 thôi. Giảm quá nhiều mọi người ơi. Và sản phẩm đây nè mọi người, em bao cho mọi người luôn là thứ nhất không phai màu, thứ hai không xù lông và thứ ba là không xô bông nha. Xô bông đây là gì? Tức là có nhiều cái dạng bông, có nhiều cái dạng chăn á, bông trong này nhét nè. Đắp một thời gian nó bị dồn, nó bị vồn một cục. Nó bị dồn một cục luôn. Nhưng riêng sản phẩm này Nó đều và em bao mọi người bao giặt luôn là sẽ không bị vồn cục lại nha mọi người nha. Không bị xù bên ngoài luôn. Đúng rồi. Không bị xù. Nên là không bị phai màu. Bỏ ra 200 mấy chục ngàn, 200 bao nhiêu? 260 ngàn. Sở hữu một bộ ga mát lắm. Cái này nó mát lắm. Gối em vẫn sale nha, gối em vẫn để giá sale cho mấy chị, vẫn có quà tặng. Bấm vào mua dùm em, 500 vẫn giảm còn 158.000 cho hai cái gối, hai cái vỏ gối luôn, free ship luôn. Ok không? Ok. Thế nên mua đi chứ còn gì nữa. Bây giờ mua đi còn gì nữa mọi người. Số lượng nó có hạn luôn, mua luôn mọi người ơi. Mua luôn giùm em mọi người ơi. Ghim. 2 phút nữa qua đi quay lại gối không? Rồi mọi người, gối này. Gối, hai cái gối là mọi người, giới thiệu lại mọi người hai gối công thái học này à. Còn gì bằng 500. 500 mà giảm à, quên mất cái máy bên này mà cứ đi sang bên này, cứ nhìn cái tivi, đi theo hướng tivi ra nhìn cái máy. 500 giảm còn 158.000 mọi người ơi. 150 mấy người đang mua. 158.000 tặng kèm. Hai vỏ gối. Tặng kèm. Free ship. Ok không? Ok. Ừ. Ok thế còn gì nữa? Ok không? Ok. Ok không? Ok. Ok không? Ok. Đó mọi người, ekip em ok. Rồi mọi người mua liền cho mọi người đúng 2 phút nữa săn deal nha mọi người nha. Đúng 2 phút nữa săn deal là em qua cái gì các cháu ơi? Qua gì ạ? À? Sao cái này qua gì? Qua. Chuẩn bị qua tay nghe deal sốc sập sàn luôn nè. Kết nối sẵn đi ạ. 158.000 mua đi mọi người, 500 giảm còn 158.000 nè. Đâu ra deal tốt như này mọi người trong phiên live này thôi. Nó còn phi ship nữa mọi người, trời lấy giờ ăn một bát cơm mà nói hết bố là một bát cơm luôn rồi. Rồi ok, em sẽ nói lại công dụng cái gối con thấy ông này một lần nữa cho anh chị nha. Anh ơi cứu em anh ơi. Rồi anh cho cái mặt nó đi anh. Dạ rồi, ok. Đây sản phẩm combo hai gối con thấy học. Mọi người mua về nó hỗ trợ người được cái gì? Thứ nhất,
hỗ trợ vấn đề đau cổ vai gáy. Thứ hai, đây là một sản phẩm thiết kế thông minh. Đây, thông minh. Tại sao nó thông minh? Lỡ mới dính giữa. Nhưng mà phòng ở trên nè, khi mà mọi người nằm á thì cổ mọi người sẽ được ôm sát tới. Ôm sát trong cổ mọi người sẽ không gây ra tình trạng đau cổ vai gáy, giúp cho mọi người có một giấc ngủ sâu và tránh tình trạng. Tránh tình trạng gì? Ngáy khi ngủ. Đó. Tại vì bình thường mà mọi người nằm cao quá nó sẽ bị chẹt cái đường cổ nên mọi người là bị ngáy. Nó sẽ bị ngáy. Nên là khi mọi người nằm á, mọi người được hở cái cổ ra một xíu á thì sẽ hạn chế được cái tình trạng ngáy rất là nhiều. Nên là anh chị mua cho em bộ gối này về. Và ngày hôm nay mọi người mua bộ gối này mọi người được cái gì? Thứ nhất, hỗ trợ vi ship. Và thứ hai là mọi người được tặng kèm hai vỏ gối. Hai má chị làm gì khó coi chứ trời. Hài lòng. Anh chị em comment cho em hai chữ hài lòng. Rồi. Đã mua. Ok, anh chị nào đã mua comment cho em chứ đã mua để em biết nha mọi người nha. Ở đâu? Để dành cái gì? À, ý là để dành sức. Để dành sức hả? À không, bọn tôi không mệt. Bọn tôi đang có deal ngon, bọn tôi không mệt nha. Giá đang rất tốt, mọi người mua bây giờ chuẩn bị qua. Bây giờ mọi người ơi, gối mềm quá không em? Trời ơi. Anh ơi, giúp lại bộ gối cho em, mọi người nhìn nè. Mềm không? Mọi người nhìn mềm không? Và cái độ đàn hồi nè, rất tốt. Có tặng kèm băng rô không? Không tặng kèm hai cái vỏ gối ạ. Đây, cái độ đàn hồi cực kỳ tốt luôn nha. Này, đã mua bộ ga, em cảm ơn chị nha. Nằm rất là êm nha anh chị nha, bộ gối nằm rất là êm. Ok, 10 giây em qua mã ha. 10 giây hả? Ok, 10, 9, 9 8, 8, quá trời còn mua kìa. 2, 1, anh chị nào quan tâm em để trong giỏ hàng, quan tâm bấm mua thanh toán giúp em. Điều chỉ có trong phiên live này thôi. Mũ ma 49 không có sai em. Rồi bây giờ qua tai nghe nè mọi người ơi, tai nghe hot không? Điều tốt không? Xuyên cú. Trời giá 660.000. 660.000 hả? Anh Liên giờ nó yếu rồi. Liên giờ không như ngày xưa em nữa. Nè. Ý là chọc Liên giờ nó yếu rồi. Nó giờ phải... Giờ... Rồi bây giờ 660.000 giảm còn bao nhiêu ạ? Ủa? Rồi. Đợi xíu nha mọi người ơi. Rồi lên bộ sạc nhanh, lên mấy cái rẻ rẻ nhẹ nhàng đi. Rồi bộ sạc nhanh 370 giảm còn 191.000 mọi người ơi, một bộ như này luôn hả hay là một cái thôi? Combo nha, combo bộ sạc nhanh. Combo bộ sạc nhanh luôn. 4 cái đúng không chị? Hay là một cái thôi chứ? Đang check nha mọi người nha, combo bộ sạc nhanh nè, bộ sạc nhanh này như là một cho em kêu thông tin. Một cốc một giây nha mọi người nha, nhà best rồi nha mọi người nha. 20W là bay sớt nha. Bay sớt, cái này là sạc nhanh nha mọi người nha. Thông cảm nha. Ngày xưa là đến cứ đến cái tiết học tiếng Anh là Hải nó ngủ gật mọi người. Cái này là dùng cho 11, 12, 13, 14 mọi người ơi. Nó không có chịu học tiếng Anh nên giờ học tiếng Anh đọc hơi ấy. Đúng rồi, đời 14 xài được. 370 giảm còn 191.000 giảm gần 50%. Dạ rồi, cái này là sạc nhanh nha mấy anh chị. Giá like là 229 mà. Trời ơi. Tích trong shop trợ giá đó. Tích trong shop trợ giá chỉ còn đầu là đầu 1 thôi. Cả nhà mình ở đầu 191.000 nha mọi người. Đây là... Ủa có đồ đồ có đầu sạc tai si luôn mà đúng không? Không không. Không hả? Rồi. Vậy thì là đầu sạc iPhone từ đời dòng 14 trở xuống là mình sẽ xài được. Mình sẽ có 4 màu nha. Là có đúng không? Phải 4 màu không? 4 màu, màu đen, trắng và màu hồng. Rất là màu nhiều xanh. Màu khác nhau, mọi người thích màu nào thì lấy màu đấy cho mọi người nha. Hiện tại là... À màu tím chứ không phải màu hồng. Xuống chưa? Cái gì? Cái xuống kia xuống chưa? Đúng không? Cái tai xuống đúng không? Hay cái gì? Cái này 191 mà. 191 cái gì xuống ạ? À? Cái gì xuống 191 là ngon rồi nè. Gì vậy bà? Không không, qua mã đó rồi chị yêu ơi, qua mã đó rồi. Rồi qua mã đó, bây giờ mình đang tới với cái mã đó là mã sạc nhanh nha mấy anh chị. Mã sạc nhanh, bộ sạc nhanh, nhà Baseload nha mọi người nha, 20W nha. Đó, những dòng 11, 12, 13, 14 là xài được luôn nè. Và giá hiện tại đang rất là tốt trên live. Có pin dự phòng không? 119.000, 191.000. Sao ạ? Live có sạc dự phòng không? Hú
hôm nay không có sạc dự phòng. Bây giờ đâu mà mất điện nữa mà sạc dự phòng. Đúng rồi, bây giờ đi đâu cũng đi hổ hiền hết á. Nó tiện lắm, tại vì mình mua phát mấy cái lận mọi người. Mình mua một phát mấy cái lận mọi người mà xài. Tại vì là một cái này vừa sạc vừa dây là mọi người ơi. Giá gốc là 370, ngày hôm nay bán 191.000 free ship mọi người. Rồi, canh hủ chốt đơn giùm em, canh hủ. Ủa cái này, lắc này. Canh hủ chốt đơn. Yếu quá chị, em đập như này. Canh hủ chốt đơn giùm em nha. Rồi mọi người, tranh thủ chốt đơn nha mọi người nha. Em qua nha mọi người, mua liền giùm em nha. 370 giảm còn 191.000, giảm cả mà giảm cả 100.000 đó mọi người. Cả tiền ship là giảm cả 100.000 cho mọi người đó mọi người ơi. Đúng rồi, nói chung là mua trên livestream không giảm ai mua, cho nên là phải mua trên livestream. Bây giờ là đi ra đường mua gì, ở nhà săn livestream mọi người. Sạc dự phòng anh không có em ơi. Rồi, giá tốt là giá bao nhiêu ạ? Đầu mấy? Trời ơi, lúc nãy em nói nghe, lúc nãy 712.000 giảm còn 281.000 cho mọi người luôn. Lúc nãy lên đầu năm là em không muốn bán đâu mọi người. Tại vì em sợ là trời ơi, giảm về không biết mấy anh chị có mua không. Mua cặp tai nghe bây giờ 500 mấy hả, là mấy anh chị sót tiền lắm. Mọi người ơi, cái này là tai nghe không dây nha mọi người nha. Cho em xin cái của tai nghe với nhà mình ơi. Rồi, đây là tai nghe nhét tai. Nhét tai mọi người, tai nghe thì tai nào mà chả nhét tai đúng không? Nhưng mà cái này nó nhét tai nhìn có vẻ như là nó chuyên hơn này mọi người. Đây, cái đầu của nó như thế này. Liên nói đi. Cái đầu nó như thế này nha mấy chị. Liên. Cái đầu nó như thế này. Bảo hành 24 tháng có nghĩa là tới 2 năm lần. Đây. Đầu như thế này nha. Đó, nhét vô tai. Đúng không? Em nhét đúng chưa? Đây, sorry, bên này. Đó. Ồ. Lên nhạc chưa lên, mượn cái điện thoại để lên nhạc xem thử là em test xem là có đẳng cấp không nhá. Trời ơi, bịt một cái là ở ngoài ta nói là. Đây. Hỗ trợ nghe gọi gì chị? Cửu tiếng hồn đúng không? Rồi đây em sẽ thử xem thử là nó như thế nào nha mọi người. Em kết nối coi nó có nhanh không. Thời gian nghe nhạc tới 5 giờ luôn nha các nhà ơi. Đây, thử coi kết nối nhanh không. Ủa cái này là thông tin nó là cái gì vậy ta? À, có thông tin, cho em mượn cái điện thoại kia. Cái điện thoại này hình như bị hư bluetooth rồi. Đây mọi người, đợi em xíu nha. Cái giá hiện tại mọi người thấy là giá đang rất là tốt đó cả nhà. Tốt lắm mọi người à, thực sự nó rất tốt rồi. Phải mua thôi. 712 giảm còn có 281.000. Đâu ra giảm 500 mấy cho mọi người. Giảm bao nhiêu? Sốc thật sự. Nó còn free ship nữa mọi người ơi, mua liền giùm em. Trời, ngày hôm nay này là sản phẩm còn pin không vậy? Em nói thật mọi người, ngày hôm nay là tất cả sản phẩm, không một sản phẩm nào mà giảm nhiều như thế này. Bộ dao em giảm có mấy chục nghìn, bánh đa con này giảm có 20-30 nghìn đúng không? Ừ, tại vì lời ít thì giảm ít thôi. À, rất là năm màu cho mọi người nhá. Ai săn được comment đã săn dùm em nha mọi người nha. Săn được comment đã săn dùm em mọi người ơi. Tai nghe rất tốt nha. Cái này nha. Còn pin không vậy? Cái này là hình như là phải trước khi nghe là phải kích hoạt hay sao ấy. Đúng rồi. Phải hướng dẫn sử dụng đi em mới. Thời gian nghe là 5 tiếng nha mọi người nha. Sạc 1 tiếng rưỡi luôn mọi người ơi, đó 6 màu luôn nha mọi người. Sạc 1 tiếng rưỡi mà nghe 5 tiếng. Khoảng cách là khoảng 10 mét. Quá đỉnh đúng không mọi người? X-Men lên rồi. Vẫn có deal trong giỏ hàng. Ấn vào mua liền giùm em mọi người ơi. Sạc là combo, cái dây sạc này là dây sạc vẫn trong giỏ hàng. Giảm còn 191.000, 370 giảm 191.000. Thấy mua liền giùm em mọi người ơi. Anh em mẫu vào đây like không? Vào đây cho xem. Vào đây phỏng vấn. Bây giờ cái anh này em không quen luôn. Không quen luôn. Em quen phụ em sống lại luôn. Là bây giờ cái tai nghe này nè là 712.000 giảm 281 rẻ không? Rẻ okay. Thì sao phải ok, nói lại sao là rẻ không? Mấy, bao nhiêu? 712 giảm còn 281.000. Quá rẻ luôn. Nhìn đúng không nhỉ? À thế hả? Thế hả? Nghe được nhưng nghe mà được phải kết nối. Phải kết nối. Bây giờ nối cho mọi người. Cho nghe cho người thật việc thật nha. Bố tổ em thấy em không biết ông này là ai luôn. Em thấy thì em rủ vào tát test like. Bảo hành 24 tiếng luôn. Thôi được rồi, cảm ơn nhá. Có gì vào livestream Hải Quất săn deal nha. Sạc sạc hả?
sạc ơi, cầm nước đi, chưa luôn hết pin rồi. Nha mọi người nha, số lượng có hạn, mua liền giúp em nha. Vâng.